Có loại thiền nào, pháp môn nào, cách nào để tu thành thiên tiên cõi trời dục giới không ạ? À? Xin thưa, đây không có tiên thiên tiên, chỉ có chỉ trở thành là chư thiên. Thiên tiên biết quý vị có đọc chuyện Trung Quốc, chuyện Tàu nó bị nhiễm hay không thì sẽ không biết, nhưng mà mình không có thiên tiên, mình chỉ có hàng chư thiên. Quý vị muốn mà thành chư thiên dục giới thì tạo các cái phước thiện dục giới, 10 cái nhân sanh phước này: bố thí, giữ giới, hành thiền, cung kính, phục vụ, tùy hỷ, hồi hướng, nghe pháp, thuyết pháp, sửa sang chư kiến cho đúng. 10 cái nhân sanh phước đó. Riêng cái nhân sanh phước mà hành thiền, nếu mà quý vị chưa có chứng đắc tầng thiền, hoặc là khi mà quý vị mệnh chung mà quý vị không giữ được thiền á, thì nó sẽ trở thành cái phước quý vị hưởng ở cái cõi dục. Thì nó chỉ đơn giản như thế, nếu mà nói ngắn gọn chỉ có như thế thôi. Xin mời Đại Đức Tệ Tường bỏ qua hả? Dạ rồi, tiếp theo.